Xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mẫu xe đạp gặp thương hiệu Carolus các bác nhé, một cái thương hiệu xe đạp thể thao cực kỳ nổi tiếng của Pháp. Và hôm nay về chiếc xe đạp gập bánh 26 inch, thì chiếc này em đang bán với mức giá thì còn là 5,8 triệu thôi, đấy, rất là rẻ các bác mua về. Hè sắp đến rồi, các bác có nhu cầu đi du lịch này, đấy, thì các bác có thể mua một chiếc xe đạp gập để đút ở trong cốp xe ô tô nhé. Đấy, để di chuyển đến cái nơi du lịch và bỏ ra đạp thì cực kỳ tiện lợi luôn các bác nhé. Hoặc là các bác có thể mua cho các em học sinh để đi học thì cũng rất là tiện. Đấy, em về chiếc Carolus tông màu xanh bộ đội các bác nhé, rất là đẹp. Đấy, sơn chi thì các bác có thể nhìn trên hình còn rất là bóng mới. Thương hiệu Carolus, thương hiệu xe đạp thể thao rất là nổi tiếng của Pháp các bác nhé. Xe thì được trang bị bộ chuyển động Shimano, với 7 tầng níp và 3 tầng đĩa đạp, cho xe có 21 tốc độ khác nhau, đủ nguyên zin theo xe Carolus. Ở trên khung đây nó là cái cơ chế gập của xe các bác nhé. Trên phần ghi đông thì chiếc xe trang bị ghi đông của Ford này là cũng nguyên zin theo xe này. Đây, ghi đông thì được dạng cong và tay bấm xả cầm phanh 3-1 cũng của Shimano luôn. Mayer của xe được sử dụng là mayer bi vòng luôn các bác nhé, bi vòng bọc đạn, phanh đĩa, dòng phanh đĩa này là phanh cư. Tôi sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 45 cm, khóa yên cái tâm của Ford là 55 cm, và xe vừa các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi phù hợp. Chuyển động là Shimano với 7 tầng líp và 3 tầng đĩa đạp cho 21 tốc độ khác nhau. Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 5,8 triệu bao ship toàn quốc, cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền vào bảo 15 cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.